vị và các bạn quay trở lại với kênh mua sắm trực tuyến meta.vn. Thưa quý vị thân mến, đối với những người yêu thiên nhiên thường sẽ muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà có sân vườn rộng rãi. Tuy nhiên chúng ta gặp phải một rắc rối đó là cỏ thường mọc rất nhanh, gây bất thẩm mỹ. Và giải pháp cho quý vị đó chính là sử dụng chiếc máy cắt cỏ Black & Decker GL300, sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thuê nhân công cũng như công sức. Và ngay sau đây thì Meta sẽ giới thiệu cho quý vị cách lắp đặt và sử dụng máy cũng như đưa ra những ưu điểm vượt trội của chiếc máy Black & Decker GL300. Bộ sản phẩm bao gồm một thân máy chính, một lồng bảo vệ và một tay cầm. Và để lắp đặt máy, đầu tiên bạn lắp lồng bảo vệ vào thân máy chính. Và bạn phải chú ý lắp đúng các vị trí khớp nối. Và sau đó ấn xuống. Tiếp đến bạn dùng ốc vít để siết chặt lồng bảo vệ với thân máy. Quý vị lưu ý là không được kéo dài dây cước tới điểm vàng giới hạn của máy và phạm vi hoạt động của máy là từ 220 cho đến 260mm. Một lưu ý nữa cho quý vị đó là máy hoạt động với công suất lớn nên trong quá trình sử dụng quý vị nên sử dụng các đồ bảo hộ lao động như kính, găng tay và giày và để tránh xa tầm tay trẻ em. Chiếc máy cắt cỏ của Black & Decker GL300 được thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng nhẹ, không chiếm nhiều diện tích trong quá trình sử dụng, dễ dàng cất giữ và bảo quản. Hơn nữa thì máy được tích hợp cả khóa an toàn và công tắc trên thân máy. Và để sử dụng thì bạn cần phải bấm khóa an toàn, sau đó bấm công tắc. Máy được thiết kế với chất liệu nhựa cao cấp, có khả năng chịu lực chịu nhiệt tốt, không bị biến dạng khi va đập và sử dụng bền bỉ theo thời gian hoặc trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Và máy hoạt động với công suất 300W sẽ giúp tối ưu trong công việc dọn dẹp sân vườn một cách hiệu quả và nhanh chóng. Black & Decker GL300. Nếu như ấn tượng với sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi tới số tại Hà Nội là 04 3785 5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 08 3830 8569.